mà theo bệnh viện 7 tháng rồi. Giờ nói chung là chị thì làm ruộng, hai vợ chồng quê ở Hà Tĩnh. Một mẹ già 72 tuổi mà hai đứa con đang ăn học. Nên chị đã kiệt quệ rồi. Ở đây, cắt ở đây, đắp lên đây. Cắt ở đây, đắp lên đây, tái tạo lại được ăn. Cắt thịt ở đây hả? Cắt thịt ở đây. Rồi đắp vào bên đây, bên đây. Bây giờ là biết bằng chữ luôn. Làm công ty. Lục Tàng xin kính chào quý ông bà cô chú và các anh chị ạ. Thì lời nói đầu tiên cho phép Lục Tàng là gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ Lục Tàng đang có mặt tại cái giải phòng trọ không đồng, và trong clip trước đó thì Lục Tàng cũng đã truyền tải cái thông tin liên quan đến cái chị Phương đó quý ông bà cô chú anh chị. Thì đã có một cái niềm vui cực kỳ vui đến với lại chị Phương khi mà bên phía cô chị cũng như là bên phía chị Linh Đào rồi những các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ về một cái số tiền ít nhiều gì đó để đồng hành cùng với Lục Tàng trên chặng đường là giải cứu cho chị ấy ở trong bệnh viện ung bướu 2. Thì hai ngày nữa là ngày 23 là chị ấy sẽ lên để mà tái khám để xem coi là lượng máu trong người có đủ hay không, rồi họ sẽ tiến hành là hóa trị lần 2. Thì Lục Tàng sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến chị Phương trong cái tập tiếp theo để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt. Cơ bản là đã có số tiền bước đầu để mà thực hiện rồi, cho nên là Lục Tàng cũng một phần nào đó là yên tâm. Thì chắc có lẽ clip trước lên thì không biết là có ai hỗ trợ cho chị Phương nữa hay không, nhưng Lực Tàng cũng sẽ cố gắng để rồi kêu gọi chung tay cùng với lại cô chị ở bên Mỹ để có một cái sức mạnh mạnh hơn từ cộng đồng. Và khi mà chúng ta có sức mạnh rồi thì làm việc gì nó cũng sẽ qua nha quý bà của chú anh chị. Thì trong clip trước thì bà đây cũng là một người đã bị ung thư này, và cũng đã ở giai đoạn cuối và cắt rồi. Thì cái vết thương ở dưới mông đích là bà bị di căn sang xương. Thì Lực Tàng cũng đã có trích cái số tiền của chú Nguyễn Thanh Cường và cô Thu Hà là hai người với số tiền 1 triệu cho bà rồi. Thì bây giờ là bà cứ yên tâm ha, thì cháu lên kênh rồi thì nếu có ai thương bà thì người ta sẽ hỗ trợ cho bà. Thì cháu sẽ lên đây với lại chị Phương, rồi ai cho cái gì thì cháu nhận đó cho bà. Bà cứ ở đây rồi vui vẻ lạc quan lên nha bà nhá. Dạ, biết ơn chú nhiều nữa chú. Dạ, dạ. Ngày nay mới gặp được chú chứ suốt đời này tôi cũng không biết nói gì hơn. Vì hoàn cảnh nghèo chú ơi, rồi mang bệnh bây giờ ra tới cái giò, nó vậy đi không nổi gì đó, đi tới đi lui đi không nổi, giờ lần lần đi bò tới bò lui. Bà tên Nga đúng không bà? Nga. Bà Nga 69 tuổi, cũng là con cái là bỏ hết rồi. Không có lo đâu. Không ai lo hết, ở trong đây là cũng nhờ bà con ở trong đây là cùng chung cảnh ngộ với nhau. Thì thôi bữa nay bà có chút tiền đó thì bà cứ mua đồ ăn hay này kia đi thì coi có tin vui gì thì con sẽ báo bà sau nha. Cảm ơn chú cô nhiều. Rồi thì vô đây rồi thì tiếp tục lại có những cái trường hợp mà thấy Lực Tàng quay rồi thì hỗ trợ, có cái sự hỗ trợ, anh Quốc cũng có hỗ trợ. Rồi bên phía chị Phương cũng có hỗ trợ, rồi bên bà Ngà đây cũng có sự hỗ trợ. Thì tiếp tục bên cạnh đây là có một cái hoàn cảnh nữa quý ông bà của chú anh chị, là bên phía anh chị ở đây và vừa gặp Lực Tàng không thôi, vừa Lực Tàng vừa hỏi cái thôi là nước mắt lại chảy ra, khóc rất là nhiều nữa luôn. Thì không biết là tình hình họ đang bị cái bệnh gì và cần cái sự trợ giúp như thế nào. Thì lỡ rồi thì Lực Tàng vô đây rồi thì làm luôn clip này để quay lên để gửi tới cho quý ông bà cô chú anh chị để coi có hướng gì trợ giúp cho họ hay không nha quý ông bà quý anh chị nha. Rồi bây giờ là lúc nãy là chị em đang làm cái clip bên phía chị Phương thì thấy chị là nói chuyện với em cái rồi chị khóc, thì là tình hình là như thế nào nè, thì chị nói cho em để em nắm bắt coi. Chồng chị là bị ung thư thanh quản, cắt hai bên rồi không nói được nữa, và hóa ba mũi rồi xong kêu không mổ được nữa, nhưng mà sau bác sĩ xạ kêu mổ được, kêu lên mổ. Và mới mổ xong được một tháng mà ra viện được hơn một tuần. Thì hôm nay kêu xuống để mổ phòng để xạ, thì bác sĩ lại kêu nó là chụp phim thì xấu, tiểu lượng xấu, sợ nó tái lại. Mà theo bệnh viện 7 tháng rồi. Giờ nói chung là chị thì làm ruộng, hai vợ chồng quê ở Hà Tĩnh. Một mẹ già 72 tuổi mà hai đứa con đang ăn học. Nên chị đã kiệt quệ rồi. Lên đây xin gặp được em á, lên đây xin mạnh thường quân giúp đỡ gia đình chị chiếu. Anh là ung thư thanh quản, dạ, đã mổ rồi. Mổ rồi, nhưng mà bây giờ lên khám để xạ trị. Hẹn 8 tuần nữa mới xạ. Nhưng mà bác sĩ lúc nãy nói là
chụp phim là thấy phim xấu. Xấu? Tức là nó tái phát lại. Sợ nó tái phát lại rồi. Rồi là tái phát lại, tức là cái ung thư đó nó vẫn chưa hết. Đúng không? Giai đoạn 4 rồi. Giai đoạn 4. C32. Đó là còn nặng hơn cả chị Phương nữa à? C32 rồi. Mà mới mổ xong nằm viện đúng 1 tháng, rồi sang thấy cái vết mổ tái tạo lại này nó đang sưng, rồi bác sĩ đã cho nằm viện 1 tuần nữa. Nhà về ăn thì nó sao lên mũi không có ăn được, hay ăn cái gì nó cứ sóc lên mũi hết. Mà cắt ở đây, cắt ở đây đắp lên đây, cắt ở đây lên đắp lên đây tái tạo lại được ăn. Cắt thịt ở đây hả? Cắt thịt ở đây là đắp vào bên đây, bên đây. Bây giờ thở đây suốt đời và không nói được nữa. À, là thở bây giờ là thở ở đây chứ đâu là mũi không thở được nữa. Không, mà nói thì không nói được nữa. Mà lúc sáng kêu bác sĩ là ăn cái gì nó một trào lên mũi với lên mồm hết, rồi bác sĩ lại đút trở lại. Là ăn ngô mà nó lại trào lên cái lỗ mũi trên này. Chị giờ phải theo chồng à, mà không biết để bơm đồ ăn vào đây đó hả? Mẹ già thì 72 tuổi, nhà làm ruộng, 2 đứa đang ăn học. Hai anh chị là quê ở Hà Tĩnh à? Hà Tĩnh vô đến đây. Đây là quê Hà Tĩnh, là quê của thầy Thích Minh Tuệ ở đây nè. Trên mạng xã hội đang là Thích Minh Tuệ đang rần ở đây, nhắc đến Hà Tĩnh ở đây nè. Là hy vọng là bên phía những người mà đang đi theo thầy Thích Minh Tuệ hay là các Phật tử, các nhà hảo tâm ở đây, có hình ảnh của bên phía quê hương của mình đây, có trợ giúp được cái gì không đây nè. Ôi chà, là lên đây là nằm là mấy tháng rồi chị? Nói chung là mổ thì 1 tháng, nhưng mà theo bệnh viện là hơn 7 tháng rồi. Theo hơn 7 tháng rồi mà vừa rồi đây mới bắt đầu mới tiến hành mổ được. Tức là trước đó là hóa trị. Trước đó là bác sĩ kêu là mổ thì lên nộp tiền mổ, thì bác sĩ kêu không mổ được nữa. To quá. Nó to, rồi xong kêu xuống hóa được 3 mũi thì họ kêu ngừng. Bác sĩ kêu ngừng, xong rồi bác sĩ kêu đi khám lại từ đầu đến cuối, bác sĩ nói đang lớn không mổ được. Nhưng xong cho xuống khoa xạ thì bác sĩ khoa xạ là kêu nó tình hình anh đang trẻ và nhìn đang có sức nên tốt nhất là mổ cho anh cái tội. Xong bác sĩ lại kêu mổ để khám lại từ đầu hơn 1 tháng 10 ngày thì mới mổ được. Mổ mới xong được hơn 1 tháng thì hôm nay kêu đi nhổ răng rồi đi làm mô phỏng mặt, thì bác sĩ lại kêu là phim xấu. Chị lo từ sáng đến giờ. Là nó to, nó sưng lên, nó chèn cái cổ họng của bữa anh hôm, không? Bữa hôm là nó chèn, không thở, không nói được. Không thở, không ăn, không nói được. Xong mổ được rồi thì nó nhẹ nhưng mà tái tạo lại được ăn này. Hôm nay ăn thì nó cứ sóc lên cái mũi này hết. Rồi giờ kêu bác sĩ kêu cho ăn lại đường mũi. Mà chị sợ chỗ là mới mổ xong mà kêu là sợ tái lại á. Anh nay nhiêu tuổi rồi chị? 49. Chị bao nhiêu tuổi? 47. Là hai vợ chồng là quê Hà Tĩnh, là mình ở ngoài đó luôn đúng không? Là mà vô đây điều trị đó. Là đi làm thuê ở Bình Dương phát hiện bệnh ấy. Đi làm thuê, hai vợ chồng làm thuê phát hiện bệnh như theo ấy luôn. À, bây giờ làm biết bằng chữ luôn. Làm công ty. À, là hai vợ chồng vô đây đi làm công ty ở trong đây. Rồi sau đó là bị bệnh rồi mới là nhập viện vô đây luôn. Là ngoài quê là các con là đang ở ngoài đó với ông bà. Ông bồi bà ngoại nữa, bà ngoại 72 tuổi rồi. Ừ. Là nhà chị được đông anh em không? Đàn chồng thì 7-8 anh em, còn đàn chị được mỗi anh em, mỗi chị à. À. Vậy thì là theo chồng. À, dính vào những cái căn bệnh ung thư như thế này thì thực sự là rất là khó khăn để mà xử lý nha quý ông bà của chú anh chị. Rồi chị theo như vậy là anh có bảo hiểm nghèo hay là bảo hiểm gì? Bảo hiểm mua 80%. Là chỉ được hưởng 80% thôi đúng không? Là tổng cái chi phí mà vừa rồi đây họ phẫu thuật cho anh để mà này kia đó là hết nhiều tiền không? Bữa hôm mổ lên 51 triệu. 51 triệu. Mà bảo hiểm chịu cho 21, còn người nhà chịu. À, là mình chịu 30 triệu. Là bây giờ chị đang lo là anh mà xấu là phải mổ lại là mất khoảng 30 triệu lại đúng không? Sợ tái lại, mình không có tiền theo nổi. Ừ. Nên mượn. Là bác sĩ nói là nguy cơ tái lại thôi chứ chưa có khẳng định rằng là sẽ mổ bảo, lại hả? Bảo là mai hội chuẩn. 9 giờ mai hội chuẩn. À rồi. Sợ cái kêu là phim xấu. Phim xấu, nói đến phim xấu là sợ rồi.
Rồi em hiểu rồi, 9 giờ ngày mai là hội chuẩn lại rồi họ mới đưa ra cái kết quả cuối cùng là có mổ lại hay không. À, đây nè, anh viết vào đây thì được toàn đọc được. Mấy chục triệu một lần mổ lại. Là mổ xong rồi thì cứ nghĩ rồi là ổn rồi đúng không? Ổn rồi là anh chỉ cần có xạ trị nữa thôi là xong rồi đó. Nhưng mà cuối cùng là ngày hôm nay là nó phát sinh ra cái vấn đề là bác sĩ nói là nó tái phát mạnh hơn, nguy cơ mổ lại, rồi ngày mai họ hội chuẩn. Thì bây giờ chị mới lo, chị mới khóc như vậy đúng không? Thì từ hồi đến giờ là trong thời gian vừa rồi là trợ giúp cho chồng mình thì lấy tiền ở đâu ra mà chi phí ra cho chồng chị? Cái thứ nhất là mượn, cái thứ hai nữa là anh em gom như mỗi người một ít. Nha. Chứ gia đình không có gì cả. Mượn là mượn được nhiều, mượn nhiều chưa? Đã nợ nần nhiều chưa? Mượn 50-60 á, nhưng mà hiện tại gia đình đang nợ 200 nữa nên chị rất là lo. Ôi chà, nợ 200 nữa? Bởi vì là hai vợ chồng đi làm thuê trong này, tiết kiệm được bao nhiêu tiền ra được một ít, phải làm được căn nhà. À. Làm xong thì hai vợ chồng nghĩ là chắc 1-2 năm nữa đủ trả nợ. Hoặc 3-4 năm gì đó, nhưng mà không ngờ làm được xong nhà được 6 tháng thì ông đổ bệnh. Vậy là đổ bệnh là anh chị cầm nhà luôn hay gì? Nhà thì chưa cầm, đang mượn kiểu bên cái nước sạch kia. Cái... vay ở đâu ra mà số lượng mà được nhiều tiền vậy? Anh em gom lại với con cháu nó à, cho là tổng một ít. Tổng tất rồi cả. Rồi mượn ngân hàng nữa. Mượn ngân hàng giờ 50 nữa rồi. Cắm đất vào mượn hay gì chị? Chưa, mượn cái đường nước sạch á. Mượn đường nước sạch là làm sao ta? Ở quê có đường nước sạch hỗ trợ giúp người về chăn nuôi với gì. Giống như thế là sổ đất đó ha, là thay về cái sổ đất là có cái hồ sơ nước sạch. Và nếu như không trả là cắt nước thì là không có nước xài đúng không? Không phải, mình phải trả chứ, vẫn phải trả chứ không phải là cắt nước xài, mà có nghĩa là mình mượn cái nguồn đấy hoặc là nguồn chăn nuôi á. Chẳng hạn như mình là hộ nghèo hoặc là cận nghèo với họ giúp đỡ mình về để chăn nuôi á, rồi mình mượn cái số tiền đó. Cơ hội mượn số tiền đó đi chữa bệnh. Nói chung là hai vợ chồng vô đây đi làm công nhân công ty, gom góp được bao nhiêu tiền là đến khi phát bệnh lên một phát là nó bay theo anh hết luôn rồi. Rồi bắt đầu là nợ nần là bây giờ chồng chất rồi. Không quản đường xoay nữa. Cứ ngỡ đâu là vượt qua cái sự khó khăn rồi nhưng mà bây giờ lại tái phát nặng lên. Và chị đang rất là lo là ngày mai hội chuẩn là 9 giờ ngày mai hội chuẩn là sẽ phát bệnh ra phải tiến hành mổ. Mà mổ như vậy thì cứ xác định là như lần trước là 30 thì không biết là lần này thì có rẻ hơn hay không thì cũng chưa nắm bắt được luôn. Nói chung là như vậy. Thì bây giờ là cứ khoảng cầm vài chục triệu trong tay là yên tâm hơn ha. Nó nói là như vậy khoảng 30 triệu. À, bây giờ là miệng là nói là mãi mãi không nói được luôn hay sao ạ? Không nói, thở đây suốt đời và miệng không nói được việc bằng cái này. Tức là cái bộ phận từ mũi với miệng từ cằm hàm là đi lên là không còn tác dụng gì nữa nha quý mời anh chị. Là anh lại trở thành một người như vậy. Cái này mà nếu như mà xử lý cho anh xong xuôi hết rồi thì cái miệng, cái mũi vẫn sử dụng được như sức khỏe của anh có rồi thì tay chân anh vẫn hoạt động được thì anh vẫn sống được cuộc sống bình thường này quý mời chú chị nè. Nói chung là không giao tiếp được thôi chứ còn vẫn sống được. Giai đoạn C32 rồi, giai đoạn 4 rồi. Rồi nó có di căn qua cái này cái kia hết rồi đúng không? Di căn sang hai bên thanh quản thì di căn vô cái này là ung thư hạ hầu thanh quản. Ăn hai bên này với lại ảnh hưởng đến đường ăn, rồi mổ tái tạo lại đường ăn, mổ sâu và rộng. Mổ đây sang đây, cắt thịt đây hết rồi bắt để bỏ lên đây. Ừ. Sao mà nhiều cái bệnh mà mình đi đến đây rồi mình mới nhìn thấy, quý mà chị Lực Tàng cũng chưa gặp những cái trường hợp bệnh như thế này nhiều. Đi cứu thì toàn gãy tay gãy chân đồ này kia, giờ chơi đến ung thư với lại này kia không mới thấy được cái nỗi đau của họ nó nhiều như thế nào. Là đủ các loại ung thư, nói chung là người có cái gì là ung thư cái đó là mà dính vô nó thì rất là mệt luôn. Phụ nữ thì sợ nhất là cái ca vú đó cứ mà chị, còn đàn ông thì nhiều cái ung thư đại tràng, rồi đến bây giờ là anh này lại ung thư thanh quản, ung thư cổ họng ác tính rồi thì thôi luôn nha cứ mà chị. Tiền là bao nhiêu cho đủ? Con thì năm nay một đứa học lớp 6, một đứa học xong 11, mà một mẹ già 72 tuổi ở nhà, nỗi lo rất chính là lớn. Vậy là hai vợ chồng chị là vô trong đây đi làm á, rồi cũng gửi tiền về quê để mà chăm lo mẹ già, sau đó là gửi tiền cho các con đi học đó ha. Bữa hôm thì đi làm được, thì có gửi tiền về cho bà nuôi hai đứa nhỏ đi học, còn hôm nay không có nữa. Bao nhiêu nỗi dồn vô cho chồng, mà sợ không có đủ.
Rồi bây giờ không có tiền bạc gì cho các con ngoài đó, rồi bà ngoài đó nó trung cấp, rồi làm sao họ sống ngoài đó được nữa đây? Mẹ làm ruộng, rồi cái chi tiêu chắt ở nơi ba hạt lúa đó. Bây giờ là bà... Mẹ 72 tuổi rồi mà đang phải làm ruộng, chỉ rất chi là nóng ruột. Nhìn ông anh đó mà thấy thương ông cứ mà chị, giờ anh có cái miệng mà anh cũng ăn không được, mà có cái miệng nói được mà giờ nói không được, nó rất là khó chịu trong người, những cái cảm giác như vậy. Giờ hôm á, khám xong xuôi rồi nội soi á, về hai hôm lại máu lại ra lên lồ mũi, nhưng mà chị nói để theo dõi coi chứ nó ngừng thì hôm nay rồi lâu lâu lại khạc ra mồm ra máu. Là anh tên là gì chị? Tên là Lê Sĩ Dũng. Chị tên gì? Chị Nguyễn Thị Hoài. Dũng Hoài nha quý ông bà và chú anh chị. Nhắc tên để cho quý ông bà và chú anh chị biết đây hoàn cảnh Dũng Hoài. Quê Hà Tĩnh, hai chị anh chị quê cùng gốc luôn hả? Gốc Hà Tĩnh. Cùng một xã luôn. Là vô trong miền Nam này được lâu chưa chị? Chị vô 2017. 7-8 năm rồi. 7-8 năm mà nếu hai vợ chồng làm thì cũng sẽ có dư. Nhưng mà bây giờ thì... tiết kiệm từng đồng cắt rồi về cất được cái nhà xong á. Nợ 200 triệu thì nghĩ là chắc được khoảng tầm 2-3 năm, 4 năm gì đó. Tiết kiệm tiếp. Vợ chồng gửi về trả nợ xong thì về quê với mẹ. Bây giờ mới vô đi làm được, mới nhà mới 6 tháng thì ông bị đổ bệnh. Rồi cái phương án mà nếu như không có nữa thì bây giờ có tiến hành đến bán nhà được không? Ngoài đó bán thì nhà đó được bao nhiêu tiền? Nhà đó giờ bán thì chị cũng không biết được. Mà mới làm bây giờ nhà mà bán đi thì có ở đâu? Là nhà đó làm là hiện tại bây giờ bà với lại các con đang ở trong nhà đó luôn ha? Con ở, riêng. Bà không ở. Bà có nhà riêng hả? Ông bà nội mất rồi. Còn mỗi bà ngoại bà là bên hộ nghèo, nhà nước cho bà là có một cái nhà tình thương riêng rồi. Còn anh chị là đất là của bà luôn, trên cái đất của bà rồi mình xây lên một căn nhà. Không, của ông bà nội để lại. Ông là bà xây, nội xây riêng ra một căn ở bên cạnh. Bố mẹ đẻ của ông ấy. Là gần nhà của bà nội luôn đúng không? Cách xóm đi khoảng chừng 15 phút đó. Đi bộ. Đất có rộng không chị? Đất có được 470 mấy mét vuông. Đất quê 470 mấy mét vuông mà giờ mà bán đi thì là bán đi là coi như là mất trắng hết luôn rồi đó. Giờ chỉ còn hy vọng còn cái nhà với cái miếng đất nhỏ nhỏ ngoài quê đó rồi đó, để cho các con nó ở nó đi học đó. Cái nhà cất lên nhà đó rồi đó, từng đó là cất lên nhà đó. Rồi cất nhà nhiều tiền không chị? Cất nhà tổng thể hết 800-900 gì đó. Vậy là anh chị đây đi làm cũng giữ được tiền cũng nhiều lắm ấy chứ, rồi tập trung hết vô xây nhà, vừa xây nhà xong là bị luôn. Bị luôn. Vậy mà kể mà bị trước đi, đừng có xây nhà thì cũng có tiền rồi. Chị mới nói là bị sớm thì bị đi, gọi là bị muộn thì muộn đi, một chút cũng được. Đằng này mấy con chồng nhà nợ như thế, giờ chồng lại bị bệnh nữa, nợ thì chưa trả được. Bây giờ tình hình như thế này nè, thì em cũng đang quay những cái nhân vật ở đây thì thấy ai cũng khổ mà ai cũng muốn giúp cả, nhưng mà nhiều quá thì cũng không biết là cái nguồn kinh phí ở đâu ra để mà hỗ trợ. Thì quay lên như thế này thì cũng hy vọng là duyên của anh chị đến thì có ai hỗ trợ trợ giúp cho mình cái gì á thì em hỗ trợ. Nhưng mà trước mắt là ngày mai là cứ phải vô bệnh viện để họ hội chẩn cái đã, để xem cái tình hình là nếu như họ lên ca mổ á thì họ cần cái số tiền bao nhiêu, rồi thông báo lại cho em để xem coi là em coi là mạnh thường quân của em có hỗ trợ thêm được cho cái gì hay không. Là bên mình cũng cứ vẫn phải xoay sở chạy trọt, thế em cũng chưa có hứa gì khi mà lên trên kênh em đâu nha. Tại vì khi lên rồi là toàn bộ là tùy duyên với mạnh thường quân đó, để mà nhận được những cái sự hỗ trợ nhiều hay ít thì là do mạnh thường quân cả. Thì em chỉ là nhịp cầu nối để là truyền tải những cái thông tin lên thôi đó. Thì ngày hôm nay thì cái chương trình thực sự rằng là khi đi đến với những cái bệnh nhân ung thư mà trong cái nhà trọ lưu trú không đồng này thì nhiều lắm quý bà của chú anh chị. Nhưng mà đây là chắc là những hoàn cảnh mà khó khăn nhất ở trong đây rồi đây. Đó là những người kia thì họ cũng ấy nhưng mà họ cũng đỡ hơn một phần, trong khi là bệnh tình họ cũng đã ổn. Còn những bệnh nhân ở đây là
như chị Phương là chưa có thực hiện được, rồi như anh đây là đang muốn tái lại, rồi như anh Quốc là đang kiểu như là chuẩn bị mổ. Là có ca là đang chuẩn bị ổn, rồi có ca thì đang nghi vấn, nghi ngờ, như anh đây là đang tù mù và chắc có khả năng đêm nay giống như thế là một cái đêm ác mộng của anh chị đây nè. Ngày mai mà hội chuẩn ra mà nói mổ lại một cái nữa thì tiền đâu ra mà mổ, mấy chục triệu. Nếu mà không phải mổ thì là nếu mà trông mong trời Phật phù hộ đổi là mong đừng có mổ lại để bắt đầu tiến hành xạ. Ừ. Đến xạ là nó khỏe hơn một chút xíu rồi. Xạ là anh chị có thể về nhà là lâu lâu đến ngày đi xạ thôi. Còn mổ là phải ở lại đây là phải mất thêm vài tháng nữa. Nên là cũng may là có cái khu nhà trọ không đồng này để cho mà ở mà ăn uống. Chứ không có thì bà con nghèo thì không biết đi đâu về đâu nha quý bà của chúng. Thực sự là rất là buồn cho những cái hoàn cảnh như thế này. Thì thôi bây giờ như thế này nè, thì lên đây thì cũng xin trích cái số tiền của chú Cường với cô Thu Hà thêm nữa nha. Là hai người là mỗi người 500 nữa để gửi cho bên phía anh chị đây là 1 triệu. Dạ, để em gửi cho anh chị. Thì cũng ít lòng nhiều thì bây giờ là em gieo duyên cho bên phía anh chị như vậy. Thì hy vọng là khi lên clip ở đây thì cũng sẽ có cái sự hỗ trợ từ bên phía các quý mạnh quân. Được cái gì em nhận thêm cho anh chị là được cái gì nhận cái đó ha. Thì em cũng không hứa trước. Thì anh Dũng ha, anh Dũng đúng không? Anh Dũng dạ, chị anh Dũng. Chị Nga. Chị Hoài. Anh Dũng, chị Hoài. Anh Dũng cứ cố gắng lên anh Dũng ha. Thì cộng đồng cũng đang bao la rộng lớn lắm. Mình khổ thì chắc chắn là khi lên kênh rồi thì họ nhìn thấy. Mà khi họ nhìn thấy thì họ sẽ thương. Đó. Thì mình cũng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng mong trời Phật phù hộ độ cho mình ha, để nhận được cái sự hỗ trợ của quý ông bà cô chú cộng đồng. Thì như anh thì nếu như mà mổ lại một lần nữa mà nó ổn thì là anh cũng sẽ có một cái cuộc sống nó ổn hơn. Còn cũng chưa biết được là cái bệnh ung thư này nó như thế nào cả. Nhưng bây giờ một người đang sống như thế này, đang đau đớn như thế này và cần cái số tiền trước mắt á, thì có lẽ rằng là Mạnh Thường Quân cũng sẽ cố gắng là dang rộng vòng tay. Thì góp gió thành bão, lá lành đùm lá rách, Tàng cũng sẽ luôn để cái số điện thoại trên màn hình đó. Thì quý ông bà cô chú anh chị nếu mà thương thì có thể là hỗ trợ, trợ giúp. Lực Tàng xin nhận hết nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Rồi thì chị với anh yên tâm nha. Thì chờ đợi thông tin em về em đăng video clip thì xem coi như thế nào đã được tính ha. Rồi thì Lực Tàng vừa mới quay ở trong đó xong thì cũng qua bên phía cái phòng trọ của bên phía chị Thanh với anh Quốc. Thì tí nữa Lực Tàng sẽ hỏi lý do vì sao mà chị Thanh với anh Quốc không ở bên phía cái phòng trọ không đồng đó nữa nha quý ông bà cô chú anh chị. Tại vì cũng một số cái lý do thì nó cũng khá là dài, thì trong clip sau thì Lực Tàng sẽ nói. Thì bây giờ là cũng chị Thanh là người ở trong cái khu vực đó, thì bên phía anh chị Dũng Hoài đó thì Lực Tàng vừa mới quay đó, thì quý ông bà cô chú anh chị cũng có thể thấy rằng là cũng rất là khó khăn. Và trong cái khu vực đó thì cũng còn một số người nữa, họ cũng muốn có ý định là nhờ Lực Tàng, nhưng mà một ngày mà quay 3-4 người như vậy thì thực sự rằng là kinh phí nó rất là eo hẹp, mà không biết là có hứa với họ như thế nào không. Rồi đến khi lỡ không may quay lên đó rồi không giúp được cho họ thì họ lại bị hụt hẫng nha quý ông bà chú anh chị. Thì để xem coi là cứ đưa lên rồi từ từ từng nhân vật một. Thì nếu như mà có duyên với lại ung thư rồi mà quý ông bà cô chú anh chị thương thì hỗ trợ, thì Lực Tàng cũng sẽ tiến hành các bước. Cũng hy vọng là ngày mai anh ấy lên bệnh viện thì sẽ không phải mổ lại. Rồi không phải mổ lại thì anh chị ấy chỉ cần một cái số tiền nhỏ nhỏ để mai mốt ví dụ như là đi xạ trị hàng tháng thôi, chứ cũng không đến mức độ là vậy như là vài chục triệu hay này kia, thì lúc đó cũng sẽ nhẹ gánh hơn. Còn anh chị thuê phòng thì về phòng thì Lực Tàng cũng sẽ cập nhật được phòng trọ, rồi cập nhật được những cái thông tin. Nếu như mà ai muốn hỗ trợ thì Lực Tàng sẽ cố gắng. Rồi thì chị Thanh ở đó thì chị thấy là hoàn cảnh nó như thế nào? Có trời ơi khổ tội lắm. Trời ơi, từ ngày nằm viện đến giờ mà cái nhà trọ không đồng, chị về chị ở không có tiền bạc luôn. Nội chị khóc hoài mà không có tiền mua thuốc, mua men cho chồng. Chị đi rửa chén để nuôi chồng chị rồi chị cũng xin. Chị nói Thanh ơi cho chị đi rửa chén với. Mà vô người ta tội người ta lại cũng không nhận. Đi trễ có mỗi 10 phút. Đầu tiên bình thường là làm được 200 ngàn một ngày từ 6 giờ sáng. Tới 3 giờ chiều, 3 rưỡi, 4 giờ gì đó. Mà bữa hôm 6 giờ chị dặn chị ra, mà chị ra 6 giờ 10 người ta trừ mất 50 ngàn còn lại 150. Rồi chị thấy vậy rồi chị thôi cũng dán làm, nhưng bà chủ bà không cho làm. Về từ bữa giờ không có tiền mà giờ. Chồng thì đâu có nói được đâu, bây giờ cái có miệng mà không nói, có mỗi lần làm cái gì hay bất kể mua cái gì là cũng phải mang cái tờ giấy, cái bảng ra viết. Thật sự hoàn cảnh này là còn khổ còn hơn chữ khổ nữa luôn. Cái mỗi lần mà đi ra hoặc đi xin cơm là người ta cho bệnh nhân có một phần thôi, chỉ không có cái thẻ nuôi tại vì ở ngoại chú. Người ta cho một phần là nhịn cho chồng ăn luôn, xin thêm phần nữa mà người ta không cho. Rất tội luôn. Nhiều khi chị lấy cơm về chị nói chị xin hai phần, thì thôi chị ăn đi chị Hoài ơi, còn em còn khỏe, em còn đi làm cho người ta được chiều, còn bán cơm bán cháo còn dư đồ ăn để mang về cho vợ chồng con cái ăn được là đưa cho chị ăn. Không, thật sự hai vợ chồng như này rất
chi là khổ. Nhìn cái khuôn mặt của chị Hoài, chị rất là khắc khổ và chị cũng rất là hiền. Chị thật đó quý ông bà chú anh chị. Tội lắm. À, thấy Lực Tàn cái là nước mắt nước mũi rơi ra, mà trong đó thì cái cảm xúc nhiều quá Lực Tàn cũng không nói ra được. Thì chị biết là truyền tải lên trên kênh đó rồi. Bà con ở đó thì ai cũng khổ cả, mà thực sự rằng là cần sự giúp đỡ đó quý ông bà chú anh chị. Ước gì mà Lực Tàn mà trúng số lấy một cái thì tôi cho luôn một dãy đó luôn thì nó ok hơn quý ông bà chú anh chị ạ. Mà may mắn là người ta cũng được cái sự hỗ trợ là có cái giải phòng trọ không đồng, nếu không có mà đi thuê đồ này kia nữa thì phải nói đến là rất là rắc rối và phức tạp đó quý ông bà chú anh chị ạ. Thì mình giúp được cái gì thì mình giúp thôi, chứ bây giờ cũng không hứa trước với họ cái gì. Thì qua cái chương trình ngày hôm nay đó thì nếu quý ông bà của chú anh chị nào mà thương anh chị Dũng Hoài á, thì có thể là hỗ trợ thêm. Tại Lực Tàn sẽ lui tới ở đây rất là nhiều. Và ngày hôm qua hôm nay thì Lực Tàn cũng đã xin phép bên phía quản lý ở đó. Thì họ cũng nói rằng là nếu như mà đến giúp đỡ đồng hoàng, nói chung là họ cũng không biết Lực Tàn là ai. Họ cũng bước đầu họ cũng nghi vấn, nói rằng là anh đến đây quay để làm mục đích gì. Thì mình đưa kênh ra rồi này kia, thì bên phía họ cũng nói thì nếu mà giúp đỡ được hoàn cảnh thì cái đó là một cái điều rất là tốt. Tinh thần tương thân tương ái được phát huy. Thì họ cũng để cho Lực Tàn là có một cái sự tự do ở trong đó. Nhưng mà vô trong đó thì toàn người bệnh, thì mình cũng phải giữ một cái ý thức chung để rồi có một cái chương trình cho nó hài hòa, rồi cũng không ảnh hưởng gì đến cái khu phòng trọ không đồng đó. Rồi bên họ cũng có nói rằng là nếu như mà sau này có ai mà cần chỗ ở mà nghèo khó mà không có nơi nương tựa thì có thể liên hệ với họ để đến thì họ cho ở. Thì như vậy là Lực Tàn khi mà gặp được anh Quốc với chị Thanh ở đây thì cũng đã giao duyên cho được một số cái nhân vật, và cũng đã có một cái hướng tiếp theo. Đó là cái trường hợp ví dụ như mà điều trị mà không có nơi ăn chỗ ở thì Lực Tàn sẽ liên hệ bên đó để nhờ họ nhận để mà có cái chỗ để mà ăn uống. Như vậy là mình cũng phải nói đến là cũng rất là may mắn trên cái hành trình vì đời là những chuyến đi của Lực Tàn, thì đi đến đâu cũng có cái niềm vui và có một cái hướng để mà mình giải quyết. Thì cũng không còn bằng không còn cái gì mới hơn nữa đâu quý bà của chú anh chị. Quan trọng nhất đó là cái sự đồng hành của các quý mạnh thường quân. Trong đó là clip trước thì là cô chị, rồi đến chị Linh Đào, rồi các quý mạnh thường quân như cô giấu tên ở Đà Lạt, rồi anh Quang Lê, rồi Tỷ Thiên Thần, anh Hai, rồi chú Cường, rồi cô Thu Hà. Nói chung là những mạnh thường quân trên kênh của Lực Tàn là đang còn một số người nữa. Nhưng mà từ từ, Lực Tàn sẽ trích ra từ từ, chứ không thể nào mà đến mà mình trích ra một loạt như vậy rồi lần sau ví dụ như đến hoàn cảnh khác thì lại không nhận được, và lại không còn để mà trích nữa thì sẽ rất là khó. Cho nên là cứ bước đi từ từ nha quý ông bà cô chú, hoàn cảnh đang còn rất nhiều. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị cứ bình tĩnh. Rồi thì cái clip ngày hôm nay thì Lực Tàn cũng làm ngắn ngắn về cái trường hợp mà tiếp theo ở trên kênh là anh chị Dũng Hoài. Thì mong quý ông bà cô chú anh chị xem xét, thì có gì thì cứ liên hệ cái số điện thoại trên màn hình để có hướng trợ giúp nha. Và Lực Tàn cũng xin phép tạm dừng clip, và lời cuối Lực Tàn cũng xin gửi lời chúc lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cuộc sống ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ thì Lực Tàn cũng xin phép quảng cáo những cái mặt hàng mà Lực Tàn đang bán trên kênh, đó là ngải chống độc Thiện Tín Bảo, gồm có cái loại dạng pin hộp nhỏ 350 viên, có số tiền là 450.000, hộp lớn với cái số lượng viên là 750 viên và số tiền là 850.000. Thì quý ông bà cô chú anh chị nào muốn mua dạng pin thì Lực Tàn sẽ ship hàng, còn muốn mua dạng bột thì 210g với số tiền là 350.000, 460g với số tiền là 700.000, đó là dạng bột. Thì đây là những cái sản phẩm mà Lực Tàn đang gói hàng để giao hàng cho quý ông bà cô chú anh chị đây. Thì quý ông bà cô chú anh chị đã sử dụng và nó có tác dụng rất là nhiều. Thì nói chung là ai cũng có thể uống được, người khỏe cũng có thể uống được và người bệnh cũng có thể uống được. Nó trị rất là nhiều bệnh luôn nha quý ông bà cô chú anh chị. Nó có tác dụng là trị rất là nhiều bệnh luôn. Nói chung là ai bị bệnh gì thì cũng có thể uống vào. Và đây là nó có công dụng là thải độc và chống độc. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm. Đặc biệt là bệnh về xương khớp, đau nhức cũng như là đường ruột, bao tử, bộ đồ lòng của mình có vấn đề gì là uống vô là nó sẽ có tác dụng rất là lớn, hiệu quả rất là cao. Những bệnh liên quan về khối u và ung thư, đồ này kia thì cũng có thể uống được nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì quý ông bà cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua về sử dụng thì gọi điện số trên màn hình, Lực Tàn sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc cho quý ông bà cô chú anh chị nha.